Mi Game là fan của FIFA Live 4 được 20 năm nay rồi. Còn nhớ hồi bé với chiếc TV cà tàng, bố Mi Game mở một trận thi đấu game FIFA Live 4 lên và mở ra một chân trời mới cho Mi Game luôn anh em ạ. Mi Game còn nhớ rất rõ hồi đó ngồi xem cùng và chợt thấy cuốn hút bởi những pha bóng đỉnh cao, nhiệt huyết và máu lửa, do đó quyết định đặt tên mình sau này phải là Mi Game để viết tắt cho cụm từ Mê Game FIFA Online 4. Ok, anh em Mi Fan không tin Mi Game à? Vậy thì hãy ngồi xuống đây hôm nay để nghe Mi Game kể về một huyền thoại game bóng đá online đỉnh của chóp qua series nâng bi ngày hôm nay nhé. Lưu ý trước là xem cho vui thôi nhé mấy ông, không vui thì khi nào thấy vui rồi xem. Còn giờ thì chờ gì nữa mà không like và subscribe rồi mình bắt đầu vào video ngay thôi. Let's go! Go go go, ale ale ale, go go go, ale ale ale. Người ta nói rằng Brazil đoạt cúp mà đâu có ngờ rằng Pháp thắng 3-0. Anh em Mi Fan nghe mấy câu hát rồi có liên tưởng tới gì không? Nếu anh em nào nổi da gà thì chắc chắn mấy ông đúng là fan bóng đá chính hiệu rồi đấy. Bóng đá từ lâu đã luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu với người dân Việt Nam. Ôi, ta nói hiếm có quốc gia nào mà yêu bóng đá cuồng nhiệt, yêu đến chết nhảy cầu tự tử tự vẫn cứ yêu như Việt Nam anh em ạ. Sáng xem bóng đá Nam Mỹ, trưa xem mấy đứa thanh niên trong phường đá, chiều xem tụi nhỏ thiếu nhi. Tại ba là con kêu ba đi buổi sáng đi. Ba nói buổi sáng ba kẹt đi coi cúp châu Mỹ, Nam Mỹ gì đó. Sao con kêu ba đi buổi trưa? Buổi trưa mấy đứa thanh niên trong phường nó đá. Sao con kêu ba đi buổi chiều? Buổi chiều mấy đứa thiếu nhi nó đá. Nhưng tất cả chỉ là để hâm nóng bầu không khí để cổ vũ đội tuyển Việt Nam thân yêu chinh phục giấc mơ cúp vàng World Cup. Mấy ngày hôm qua cho anh em cũng thấy những cầu thủ thân yêu của chúng ta chiến đấu kiên cường trước những cường quốc bóng đá châu Á rồi đấy. Mém thắng Ả Rập xong tưởng như có thể cầm hòa Australia luôn chứ chẳng phải giỡn chơi đâu. Nói vậy mới thấy cái ngày lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại đấu trường lớn nhất môn thể thao vua đã rất cận kề rồi và sẽ chẳng còn bao xa nữa. Uầy, nhưng giấc mơ đó Mi Game đã tự mình hoàn thành từ lâu rồi anh em ạ. Biết nhờ đâu không? Bingo, còn nay trong khoai đất này ngoài tựa game bóng đá đỉnh cao online số 1 và duy nhất cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng tại Việt Nam, FIFA Online 4. Đúng vậy. Đến với tựa game bóng đá đỉnh cao do Garena phát triển, anh em sẽ được tiếp cận với một định nghĩa mới của sự hoàn hảo, một phạm trù siêu việt về sự đẳng cấp mà không game bóng đá nào có thể bì được. Hoàn hảo từ mấy bộ quần áo dị biệt không cầu thủ nào ngoài đời dám mặc, cho đến từng milimét cỏ trên sân, chỗ nắng chỗ tối khiến game thủ không thể nhìn thấy trái banh nào ở đâu. Perfect từ mái tóc như thể dán keo 502 bóng 7 của Marco Reus, cho đến nốt ruồi son trên mặt anh 7 lúc có lúc không. Cái nốt ruồi nằm trên má 7, 7 cứ cười là lòng ta liêu xiêu. Cái nốt ruồi nằm duyên dáng lạ, cứ đậu hoài, có chết Mi Game không? Lâu lâu tức cảnh sinh tình tí để nghe Mi Fan biết đồ họa mà FIFA đỉnh đến cỡ nào. Lâu lâu đá anh 7 ghi bàn suốt mà tối ngủ Mi Game còn mơ thấy anh 7 đến tìm mình tâm sự mỏng luôn đấy. Vậy có tới câu chuyện không cơ chứ? Nếu để VFO4 là một nhân vật hoạt hình thì Mi Game tôi sẽ gọi tựa game này là Doraemon Chan với chiếc túi thần kỳ giúp Mi Game cool, thỏa mãn mọi ước muốn thầm kín nhất. Tất nhiên là nằm trong khuôn khổ thế giới bóng đá. Anh em đừng nghĩ bậy nha. Quang Hải sút vào lưới De Gea, Văn Lâm bắt được quả penalty quyết định của Messi, Văn Thanh soạc gãy giò Ronaldo. Wow, FIFA Live 4 đã mang lại những khoảnh khắc những tưởng chỉ có trong game mới có anh em ạ. Nhưng mà nó là game thật. Bởi vì ngoài đời, Việt Nam đã với Australia hay Ả Rập Xê Út còn chè chật, chứ nói gì đến câu chuyện đấm nhau với những siêu cầu thủ trên thế giới như Ronaldo hay Messi. Quả thật FIFA Live 4 đã chứng minh rất tốt luận điểm. FO4 là tên viết tắt của một trò chơi bóng đá chứ không phải một trận đấu bóng đá thực tế. Thế nên nam tử Hán đại trượng phu, đánh nhau không lại và FIFA giảng hòa chứ đừng có bú này bú kia. Ông nào không tin mấy lời Mi Game khen tựa game bóng đá của Garena phát hành nãy giờ thì vào game solo nhé. Nãy giờ có anh em Mi Fan nào thấy lạ không? Bữa cả khịa FIFA lắm mà sau này Mi Game khen lấy khen để vậy ta? Mi Game biến chất rồi à? Thú thật với anh em là lúc đầu Mi Game cũng giận tím người lắm. Nhưng hôm bữa video kia cũng có nói là chê thì chê, chứ chơi thì chơi. Với hôm bữa cả khịa mấy gói thẻ Việt Nam hồi trước chỉ để trưng, nhưng Mi Game những ngày vừa qua được trải nghiệm mùa thẻ Việt Nam Legendary hơi bị bá cháy để cùng cổ vũ tinh thần dân tộc Đông Lào chuẩn bị bước ra biển lớn vọc lại World Cup nên hết giận rồi, hi hi. Mà thẻ mới xịn lắm nha, để Mi Game kể cho mấy ông nghe. Việt Nam Legend sẽ bao gồm 5 cầu thủ huyền thoại mà bất cứ fan hâm mộ bóng đá Việt Nam già trẻ lớn bé nào cũng phải biết. Chính là Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Vinh, Như Thành và Anh Đức. Sân công chúa thập niên 90 phải gọi là idol luôn với hai quả bóng vàng cùng hàng loạt pha đi bóng. Quẩy skill khiến bao trái tim người hâm mộ phải thổn thức. Quả chỉ số ẩn tinh tế và sút xoáy mà vào game ZD thì phê ối rồi ôi luôn. Nhắc mới nhớ, hồi xưa bố Mi Game cứ kể miết về màn trình diễn của Hồng Sơn tại Thang Gấp 98 để lý giải cho cái tên Hồng Sơn mà ông đặt cho con trai mình. Bố muốn con được đẹp trai, kỹ thuật, Lady Killer như Hồng Sơn nhưng rốt cuộc ông đã sai. Hồng Sơn có Hồng Sơn This, Hồng Sơn That mọi người ạ. Thế nên Hồng Sơn bảnh tòn, đá bóng đỉnh cao là Nguyễn Hồng Sơn, chứ Hồng Sơn Mi Game chỉ có giỏi cả khịa thôi. Ngoài ra sát thủ vòng cấm đồng đội chứ danh của Hồng Sơn là Huỳnh Đức cũng được xuất hiện trong game này. Có ai nhớ bộ đôi vàng của làng chọc khe chạy chỗ này không?
Đây giống như là lần trở lại thứ hai của những cầu thủ này kể từ FIFA 23. Big Game nhớ hồi trước có nói lần xuất hiện trước đó của những cái tên này là khá phế, do thể hình khá cùi cộng bộ chỉ số không thể so bì với những cầu thủ in-game nên giá trị chỉ là để trưng. Nhưng mà sau khi lướt qua chi tiết bộ chỉ số của những huyền thoại lần này thì Big Game thấy ổn áp lắm mọi người ạ. Bốn ông cầu thủ tấn công thì ba ông thể hình to cộng quả tốc độ đều ở mức 100. Riêng Công Vinh thì thể hình trung bình nhưng bù lại tốc độ vượt trội. Nhắc tới Công Vinh thì với ông xem bóng đá ở thập niên 2000, chắc chắn không thể nào quên tiền đạo chứ danh của đội tuyển Việt Nam với cú lắc đầu thần sầu giúp ta đánh bại người Thái ngay tại FF Cup, khiến trào lửa Mỹ Đình nổ tung. Mà đã nhắc tới Công Vinh thì không thể không nhắc đến anh Đức. Một người bạn của Mi Game từng bảo rằng nếu có anh Đức và CV9 trong FO4 thì anh ta sẽ để cả hai đá cặp cùng nhau và chứng minh ông Calisto đã sai khi không gọi tiền đạo quê gốc Bình Dương lên tuyển vào năm 2008. Trong game với chiều cao 1m81, thể hình khá dày và nhiều khả năng anh Đức sẽ trở thành tiền đạo mục tiêu làm tường, hút hậu vệ để Công Vinh trở thành tay sân bàn thực thụ với độ thính nhạy với 5 chỉ số ẩn bá đạo. Uầy, nghe được phết, hóng quá đi thôi. Và dĩ nhiên nếu nhiều tiền đạo quá, Garena cũng rất biết chiều game thủ với Vũ Như Thành. CB thuộc dạng trung vệ thòng, quả thật là kiểu tài năng hiếm có khó tìm mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh ra. Với bộ chỉ số cao 1m81 cùng các chỉ số ẩn cứng như thép và đánh đầu mạnh, Mi Game rất nóng lòng được test Như Thành ngay khi được ra mắt. Để anh bọc lót cho Quế Ngọc Hải dâng lên làm trung vệ dập thì chỉ có thể gọi là trẻ nước lênh láng luôn đấy. Đấy, thấy chưa, game xịn như thế lại biết chiều lòng người chơi, biết quay đầu là bờ nữa thì đánh người chạy đi, ai lại nỡ đánh kẻ chạy lại bao giờ nhỉ? Ông nào chơi FO4 thì bước ra đây Mi Game bảo vệ tới bến luôn nhá. Việt Nam nói là làm, Việt Nam vô địch ok chưa? FIFA Online 4 là nhất nhá. 1, 2, 3, 5, anh có đánh giờ nhịp nào không? À, tại nhiều chế độ chơi quá nên Mi Game đếm hơi nhầm nhọc một tí. Chế độ nào cũng hay, chế độ nào cũng đẹp cả. Volta, Arena, Scutsa, Solo hay đồng đội gì FO4 cũng có thể cần hết đấy. Nó không hòa chứ gọi FO4 là nhân tình bởi đêm nào Mi Game cũng phải làm mấy hiệp mới ngủ được. Nhưng mà có điều cô nhân tình này hơi ngấy anh em ạ. Có mấy cái mốt lặp đi lặp lại hoài cũng ngán thật. Thôi thì giữ vững trầm ngôn tráng cơm thèm phở, có phở ăn là may rồi, đòi hỏi gì tâm này. FF là một trò chơi rất hay, nó giúp Mi Game xả stress sau những giờ học căng thẳng. Mọi thứ về game đều trên cả tuyệt vời. Nếu có kiếp sau Mi Game vẫn sẽ gắn bó với FF. Dĩ nhiên, FF ở đây là FIFA Online 4 chứ không phải là game lửa gì đâu nha anh em. Bởi biết là gà cùng một mẹ chớ hòa đá nhau, nhưng con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhắc tới hai chữ FF là tự game đỉnh nhất thì mọi neuron thần kinh trong đầu Mi Game lúc nào cũng nhảy số Free Fire FIFA Live 4. Nếu như có một điều ước, Mi Game sẽ ước là khi phóng chiếc đĩa vàng Voyager chứa mọi trí thức loài người lên vũ trụ, Mi Game có thể đưa vào nó những kiến thức uyên thâm trong FO4, những highlight của skill bá cháy ảo ma David Alaba cho người ngoài hành tinh xem, để họ biết rằng ở dưới trái đất có một tựa game bóng đá đỉnh như thế nào, một tựa game bóng đá có thể bẻ cong những quy luật muôn đời của môn thể thao vua mà những tưởng không thể nào bị bẻ cong. Như là trong game thì cầu thủ thoải mái để bóng chạm tay mà không bị tuyết coi này, thủ môn dắt bóng từ tận sân nhà qua tới sân bên kia để ghi bàn này, đang phản công thì bị trọng tài thổi hết giờ này, vân vân và mây mây đều có anh em ạ. Lý Tử Long có lẽ cảm thấy thật may mắn khi không bắt đầu sự nghiệp võ thuật ở FO4, bởi cung phu trong game còn hơn phim trường nữa. Sút vào đầu nhau này, sút vào chân giữa của nhau này, thậm chí cầu thủ thần tượng đối phương đến mức kéo áo kéo quần để mang về làm kỷ niệm. Mà hiếm có game nào có luật lệ nhân từ đến vậy anh em ạ. Những gã đầu bạc cứ như thể là khán giả chứng kiến xem màn giao đấu của hai võ sĩ, lầu lầu cho một hai cái thẻ vàng hú họa để cổ vũ tinh thần cho mấy cầu thủ đánh nhau cho sùng. Thế nên FIFA Online 4 sẽ là một lựa chọn tuyệt vời trong mùa dịch này khi mang đến sự tương tác gần đến mức đòi quan hệ mẫu thân giữa người chơi với nhau, giúp anh em bớt túng quẫn và xả bớt áp lực mệt mỏi vì cứ phải ở nhà do lệnh giãn cách. Nghĩ tới EA thì anh em Mi fan sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh gì nào? Quỷ hút máu, Dracula, kẻ hám tiền, thế nhưng EA Sports FIFA Online 4 lại xóa tan mọi định nghĩa trước đây, như thể là đứa con lương thiện để EA chuộc tội với làng game thông qua Garena. Có FO4 là người thầy có tâm như là phù hồ cũng không sai anh em ạ. Vậy thầy có lấy đồng bạc nào của các em đâu? Thầy dạy free mà các em. Bởi dạy kiến thức bóng đá nhưng làm gì có lấy đồng nào của học trò khi dạy đâu. Garena dạy free mà mấy ông. Thật vậy, lâu lâu cà khịa gà rán hút máu vậy thôi chứ với tư cách là một người chơi hiền lành, nói không với việc cào thẻ hay đập card, chí chăm chăm thăm ngàn đập thẻ thì đội hình Mi Game vẫn bá quá chừng. Không tin thì anh em cứ thử nghĩa xem nhá. Ronaldo cộng 8, Courtois cộng 8, toàn hàng Mi Game tự đập không đấy anh em, chứ không phải là đi mượn mấy đại gia về test đâu. Ok, anh em bị làm sao nhỉ? Không tin Mi Game à? Mi Game nói thật mà mấy ông, Mi Game có lừa anh em bao giờ đâu, lâu lâu mượn gió bẻ măng lấy cái ác VIP Pro ra khè chơi vậy thôi. Mi Game không nói điều đâu, chỉ cần để ý đến mấy cái event treo nhận thẻ hay đá là có quà, rồi còn quà xếp hạng hay quà đá giải Arena. Giết nhận nhiều quá mỏi hết cả tay hoa cả mắt luôn. Mở quà thôi mà tốn mấy tiếng đồng hồ khỏi chơi game anh em ạ.
À mà anh em cũng tốn hơi lâu, cỡ vài 3 tháng để thăm ngàn ra được đống đó, còn mấy đại gia cào thẻ cái rẹt trong vòng 10 phút, xong quay mấy vòng quay, trời trời có khi lãi gấp 10 rồi, rất healthy và balance luôn. Được cái bù lại là kỹ năng càng cao nhận quà càng khủng. Khoản này FO4 hơi bị sướng luôn, cây cuốc hăng say xong cuối mở thẻ toàn VIP Pro. À, trừ khi nào anh em xui mở ra mấy con cùi bắp thì đen thôi, đỏ quên đi nhá. Mà theo kinh nghiệm cây cuốc của Mi Game thì đã phần xui nhiều hơn hên anh em ạ. Nên cứ chuẩn bị tinh thần trước đi, kẻo đập bàn đập ghế lúc mở hàng hay đập thẻ FO4 là Mi Game không chịu trách nhiệm đâu đấy. Bởi mới nói, nhìn đại gia đập thẻ các kiểu con đà điểu cũng phê thật. Thế nhưng đã ông nào trải qua cảm giác try hard chiến thắng mấy team cộng 8 mà mỗi cầu thủ giá trị bằng sức mạnh tinh thần chưa? Chưa, Mi Game đùa đấy vì tất cả được tính cả rồi. Câu trên là bẫy và mày dính cả thính cả mồi. Tuổi tôm cầm đội hình cùi ăn được đội hình xịn Harry Max Hải, người ngoài hành lang mà dám đấm văng người ngoài hành tinh rô béo sao? Mờ nha. Sống dài thành huyền thoại, à nhầm, thắng bại tại kỹ năng em ạ. Sẵn nhắc tới đội hình này thì mấy ngày qua trong vụ nóng nhất của thế giới bóng đá chắc là Messi, bởi Apunga đã khiến người hâm mộ bóng đá thúc cầu xôn xao vì chuyển sang đầu quân cho PSG. Nhưng đó là ngoài đời thôi, anh em ạ, bởi trong đội hình FIFA Live 4 của Mi Game thì anh Si đã khoác trên mình màu áo đội chủ sân công viên các hoàng tử từ lâu. Lêu lêu ông nào fan bà xã nhá. Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nói vậy chứ giá cầu thủ trong FO4 cũng hạt rẻ phết. Đảm bảo chỉ cần chăm kề cuốc một tí mấy ông sẽ auto hiện thực hóa đội hình trong mơ. Dĩ nhiên là trong mơ thôi, chứ ngoài đời tiền ăn sáng không có, nói gì đến trả lương cho Messi. Như hai đội vào sâu trận chung kết, Mi Game càng hăng, đối thủ cũng đá càng sung. Khi lên đỉnh thì hai đứa cũng thấm mệt, vinh quang có dễ lấy bao giờ. Những trận đấu giằng co mà FIFA Live 4 mang tới thật sự cháy lắm anh em ạ. Cháy như cái cách Việt Nam từng làm nên điều kỳ tích ở giải U23 châu Á vậy. Điều này có được chính là nhờ hệ thống âm thanh, khán giả, bình luận viên mà trò chơi sở hữu. Mỗi khi ghi bàn nhìn lên khán giả hò reo tên mình mà Mi Game cảm tưởng mình là Quang Hải mới vẽ nên cầu vồng tuyết ở Thường Châu năm nào không đấy. À mà đó là trong trường hợp anh em chưa tắt tính năng khán giả trong trận vì sợ mấy cầu thủ thứ 12 nhảy nhót đánh trống các kiểu sống lác quá không đá được nha. Ông nào mà tắt xong quay qua Mi Game kêu vào game chỉ thấy cầu thủ không thấy khán giả đâu thì coi chừng cả nhà ông đó sáng nhất đêm này đấy. Nhưng lỡ phải tắt vì hoàn cảnh bắt buộc cũng đừng lo. Khi đó giọng bình luận của bộ đôi vàng trong làng bình luận viên Việt Nam Quang Tùng Quang Huy sẽ kích thích màng nhĩ của anh em có những câu nói cực kỳ cảm xúc. Anh ấy làm tôi nhớ đến thủ quân Lương Xuân Trường của đội U23 Việt Nam đó anh Quang Tùng ạ. Ui, mới cướp bóng xong phòng ngự truyền chọc các kiểu mà nghe câu này nó lứng phải cái tầm anh em ạ. Dĩ nhiên là lâu lâu hai bác cũng trôn như mấy bình luận viên của VTV đọc sai tên cầu thủ hay tình huống bét nhè đang câu giờ ngoài biên mà bác Tùng cứ kêu tạt đi chuyển đi khiến Mi Game xấu hổ dễ sợ. Thôi kệ, chim khôn kêu tiếng rảnh ràng, người khôn chưa FO4 là phải biết câu giờ thì tương lai mới GoPro tự game này được nhá. Ngoài ra còn 7749 kiểu lời tán dương suýt xoa chê bai, nhưng trên hết vẫn là phải là âm thanh quen thuộc vào mỗi khi người chơi phá lưới đối thủ. Đúng là nghe bình luận viên hò reo vậy thì đá sung rồi dễ lên đỉnh thật. Một bàn rồi cú đúp hat-trick poker bàn tay nhỏ. Hãy gọi Mi Game là Free Fire bởi đối thủ không có cửa khi dám solo FO4 với Mi Game. Vậy là chuyên mục Nâng Bi FIFA Live 4 đã kết thúc tại đây hôm nay rồi. Xem xong video nhớ like và subscribe cho Mi Game để cổ vũ các chiến binh sao vàng giành chiến thắng nhé. Nếu anh em vẫn tiếp tục ủng hộ tôi với series này thì hãy để lại bình luận cho tôi biết rằng tựa game mà anh em muốn tôi nâng bi tiếp theo là tựa game nào. Anh em muốn bình luận hoặc là meme của mình được lên TV thì hãy bình luận hoặc là chia meme cho mạn vào để đăng vào group xạo liền của Mi Game nhé. Hôm nay tới đây thôi, đừng quên khung giờ 18 giờ thứ 2 thứ 6 mỗi tuần đón chờ video mới của tụi mình. Vui vui thì lên thứ 5 nữa. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy ông ở những video tiếp theo.